Giới thiệu với cả nhà mẫu xe mới về nhá. Mazda CX-8 sản xuất 2019, phiên bản cao cấp nhất Premium rồi, thế hệ 6.5, trong những phiên bản và option cao cấp nhất của Mazda CX-8 anh em nhé. Bản 7 chỗ, màu Titan, nội thất hơi ánh sô-cô-la một chút. Xe chính chủ từ đầu biển Hà Nội, biển rất là đẹp. Cam kết với anh em là xe nguyên bản, chưa từng đâm đụng tai nạn ngập nước. Động cơ số nguyên bản hết anh em nhé. Thủ tục sang tên pháp lý chỉ trong phút mốt luôn. Đấy, xe cực kỳ căng và đẹp luôn. Đấy, option của xe thì là trang bị cả cam 360 anh em nhé. Cảm biến trước, cảm biến sau, cam 360 quanh xe, đèn LED. Đấy, phần cốp sau của xe Mazda CX-8 cũng được trang bị cốp tự động anh em nhé. Bô líp sau la răng 19 inch, cực kỳ hot luôn. CX-8 đi rất là đầm chắc, động cơ 2.5, dẫn động 2 cầu. Đây là không gian nội thất của xe anh em nhé. Vô lăng 3 chấu, gãy số vô lăng hiện tại đối với phiên bản này chưa được trang bị, kể cả cửa sổ trời. Xe có nhớ ghế hai vị trí, ghế điện hai bên, phanh tay điện tử, loa bốt anh em nhé, loa bốt luôn, âm thanh cực kỳ xuất sắc và rất là nhiều những tính năng khác, cảnh báo lệch làn. Nếu chúng ta đi gia đình một chiếc xe SUV của Mazda như này thì rất là hợp lý, rất là tiết kiệm xăng, chạy cực kỳ êm ái và cách âm tốt. Đây là không gian cốp sau của Mazda CX-8. Chiếc xe này mình đang chào bán là 1.239.000 đồng, giá có thương lượng anh em nhé. Anh em quan tâm thì liên hệ với lại Thành Long Auto nhé. Mình fix giá mới là 1.129.000 anh em nhé. Cảm ơn anh em đã quan tâm.